tiểu thương trắng tay bật khóc nức nở sau vụ cháy chợ kinh hoàng tại Hải Phòng. Hơn 200 tiểu thương đang kinh doanh ổn định tại chợ số 1 thị trấn Núi Đèo huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng bỗng chốc trắng tay sau vụ cháy kinh hoàng xảy ra nửa đêm 13 tháng 10. Cho đến sáng 13 tháng 10 thì nhiều tiểu thương kinh doanh tại chợ số 1 Núi Đèo vẫn chưa hết bảng hoàng và không thể tin là toàn bộ tài sản tích cóp vay mượn đã bị thiêu dụ trong biển lửa. Chị Hoàng Thị Lan tiểu thương đã hơn 10 năm kinh doanh giày dép tại chợ, thẫn thờ nhìn về phía quầy hàng của gia đình, nay chỉ còn là đống cho, kể. Thấy tình hình dịch bệnh đã giảm nhiệt, việc đi lại cũng đỡ khó khăn hơn nên gia đình mới mạnh dạn đầu tư, nhập khá nhiều hàng để phục vụ cho những ngày tới. Chị Lan than, ai ngờ tai họa lại ập đến, toàn bộ số hàng cả cũ lẫn mới đã cháy rụi trong nhà cửa, trong lửa. Bà Trần Thị Thơ chủ của mấy kia liền nhau, dường như vẫn chưa tin vào sự thật. Bà Thơ khóc dòng cho biết, Cả nhà có bao nhiêu vốn liếng đều dồn hết vào hàng hóa, thậm chí mới phải vay mượn thêm để lấy hàng bán vụ thu đông, giờ thì mất trắng cả, nợ nần làm sao trả đây, tới đây sinh sống ra sao, cả gia đình tôi biết trông cậy vào đâu được. Nhiều tiểu thương cũng cho biết lúc phát hiện vụ cháy đã vội vã chạy đến hiện trường, nhưng cũng chỉ biết nhìn ngọn lửa hoành hành, từng kia ốt bị cháy rụi rồi tất cả chìm trong biển lửa, ôm nhau chạy khóc, chứ không ai dám tiếp cận. Các tiểu thương đều hoang mang, chưa biết tới đây sẽ phải đối mặt với khó khăn như thế nào. Một số hộ dinh sinh sống gần khu chợ bị cháy cho biết, khi ngọn lửa vừa bùng lên, rất nhiều người đã cùng với một số tiểu thương cố tiếp cận, tổ chức dập lửa nhưng bất thành do chợ có nhiều hàng hóa, vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cả khu chợ khói bốc nguồn ngột, kèm với nhiều tiếng nổ lớn. Cũng theo các tiểu thương, sáng 13 tháng 10, chính quyền huyện Thủy Nguyên đã tổ chức đối thoại với hơn 200 hộ kinh doanh bị thiệt hại trong vụ cháy, bàn hướng tháo gỡ khó khăn, khắc phục hậu quả hỏa hoạn. Tại cuộc đối thoại, các hộ kinh doanh bày tỏ mong muốn chính quyền sớm xây dựng cải tạo chợ để được kinh doanh trở lại. Theo thống kê của huyện Thủy Nguyên, ngọn lửa đã làm cháy toàn bộ hàng hóa trong nhà chợ số 1, khoảng 216 hộ kinh doanh hàng vải, áo quần, giày dép, túi sách, cháy sập phần mái tôn và một phần tường bao của nhà chợ này thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 50 tỷ đồng. Rất may không có thiệt hại về người trong vụ cháy chợ. Cũng theo người đại diện chính quyền huyện Thủy Nguyên, trước mắt huyện hỗ trợ mỗi hộ tiểu thương có quầy hàng bị cháy 10 triệu đồng để ổn định đời sống sinh hoạt. Như chúng tôi đã thông tin, vụ cháy khu nhà chợ số 1, chợ Núi Đèo, xảy ra từ khoảng hơn 23 giờ ngày 12 tháng 10. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố đã điều động lực lượng, phương tiện, 8 đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của phòng, đội cảnh sát phòng chống chữa cháy cứu nạn cứu hộ, công an huyện thủy nguyên và một số quận huyện đồng thời huy động thêm lực lượng chữa cháy chuyên ngành của các đơn vị trong khu vực tham gia cứu hỏa. Tổng số có khoảng 300 người, 18 xe chữa cháy cùng nhiều phương tiện khác tham gia chữa cháy. Đến khoảng 1 giờ ngày 13 tháng 10, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng chặn được cháy lây lan, bảo vệ an toàn 22 quầy hàng khu vực tiếp giáp nhà điều hành ban quản lý chợ hàng chục xe máy ô tô của nhân viên, nhà chợ số 2, số 3, khu vực Lán Tôn với khoảng 300 hộ kinh doanh và không để cháy lan ra 35 nhà dân, trong đó có 20 nhà kết hợp kinh doanh liền kề chợ. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an huyện phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ.